cảm thấy rất là hài lòng về cái thiết kế của Redgate này. Không gian sống cũng như tiện ích xung quanh đó, nó tiêu chuẩn của thiết kế rồi đó, giống như là nước ngoài. Đường lớn, đi trung tâm rất là gần và những cái phương thức thanh toán nhẹ nhàng. Thì tương lai khoảng 2 đến 3 năm thì Bình Chánh sẽ phát triển, cho nên là chúng chọn một cái sản phẩm của An Gia để đầu tư. Án của An Gia là những cái dự án mà mình đã xem trước đó, mình cảm thấy là rất là uy tín và chất lượng. Chủ đầu tư là An Gia cho nên là mình rất là an tâm.